tất cả các em. Hôm nay thầy tiếp tục đến với chúng ta cái dạng toán tìm giới hạn của hàm số cái dạng vô định. Thì ở buổi học trước thì các buổi học trước thầy đã hướng dẫn cho chúng ta dạng 0 trên 0 rồi, dạng vô cùng trên vô cùng rồi. Hôm nay thầy giới thiệu cho chúng ta một số các bài toán dạng dạng 3, dạng vô cùng trừ đi vô cùng hoặc là dạng 0 nhân vô cùng. À, 0 nhân vô cùng. Thì phương pháp làm thì chúng ta làm thế nào? Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là biến đổi, có thể là biến đổi thông thường thôi, quy đồng rồi này, rút gọn hoặc là nhân liên hợp vân vân. Nói tóm lại là chúng ta chỉ biến đổi để đưa về cái dạng. Đấy, phương pháp này là biến đổi về dạng 0 trên 0 hay là vô cùng trên vô cùng mà chúng ta đã biết. Đấy, chúng ta đã sử dụng cái phương pháp đấy. Bây giờ chúng ta nghiên cứu vài cái ví dụ để hình dung ra nhá. Ví dụ 1 này, bài 1 đi. Tìm nim căn bậc 2 của x bình cộng 1 cộng x khi x tiến dần đến âm vô cùng. Chúng ta thấy như sau, nếu mà x tiến dần âm vô cùng thay vào đây, âm vô cùng bình phương nên là vô cùng cộng 1 vô cùng căn thì vẫn là vô cùng này. Thế còn đây là x và tiến đến âm vô cùng, tức là đây phải trừ vô cùng, vậy là nó dạng vô cùng trừ vô cùng, nó chính là dạng này. Đấy, thì là thầy có ghi là ghi bên cạnh ở đây là dạng vô cùng trừ vô cùng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ biến đổi. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với liên hợp. Tại vì nó chứa căn mà. Và mẫu đây chúng ta hiểu là mẫu là một nhá. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ bằng nim của căn của x bình cộng 1 cộng x nhân liên hợp của nó chính là căn x bình cộng 1 trừ x. Mẫu là 1 thì nhân với căn của x bình cộng 1 trừ x. Đấy. X tiến dần tới âm vô cùng. Và đến đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàng đẳng thức này. X tiến dần âm vô cùng này. Thì chúng ta sẽ biết là x bình cộng 1 trừ đi x bình đúng không? Là còn là chỉ còn là 1 thôi. 1 trên căn của x bình cộng 1 trừ x bình. À, các bạn nhớ nhá, hiệu hai bình phương a bình nhỉ, trừ b bình, vậy thì cái này bình nó mất căn này, còn x bình cộng 1 này, cái này bình là x bình nhỉ, vậy thì trừ đi là còn 1. Đấy. Đến đây rồi thì xin lỗi, cái này là trừ nhá. Thực chất ý, thì chúng ta thấy nếu mà x tiến đến âm vô cùng, bình phương đây là vô cùng này, cộng 1 là vô cùng này, căn vẫn là vô cùng này. Và đây là trừ đi mà đây là x này, âm vô cùng, vậy thì là thành cộng vô cùng, vậy thì cả cái mẫu này với vô cùng. Một số chia cho vô cùng là kết quả chắc chắn là bằng không ngay. Tuy nhiên để cho quen cái cách làm ấy thì để cho nó thuyết phục hơn thì chúng ta biến đổi thêm vài bước nữa nhá. Đấy, thực ra ở đây chúng ta có thể bằng không rồi nhưng mà thêm vài bước nữa ở đây, ví dụ thế này bằng thầy sẽ chia cả tử và mẫu cho x đấy, bởi vì đây là mũ cao nhất, ở đây là trong căn x bình, phải thực chất nó chỉ là x thôi và đây là x đấy, phải chia cho x nhá. Lim của 1 trên x này thì căn của x bình cộng 1 này trừ đi x này, thằng này cũng phải trên x này, thằng này cũng phải trên x này. Đó, x tiến dần tới âm vô cùng. Chia chia cả tử và mẫu cho x và cái này sẽ là bằng lim 1 trên x giữ nguyên này, x tiến tới âm vô cùng này. Thế thì ở đây thằng này để chia cho x thì chúng ta phải đưa x vào trong căn thì mới chia được, mà đưa trong căn thì chúng ta lưu ý là đây là gì này, x tiến đến âm vô cùng nhá. Đấy, vậy thì nó là x là âm, vậy thì đưa vào trong căn nó trở thành phải đặt dấu trừ ở ngoài, đặt dấu trừ ở ngoài như này, vậy thì nó sẽ trở thành là x bình cộng 1 trên x đấy, trên x bình, đưa vào căn thì nó trở thành x bình, tuy nhiên vì nó âm cho nên phải đặt dấu trừ ở ngoài đúng chưa. Đấy, còn cái này là trừ đi 1 rồi đúng chưa. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục này, bằng này lim này 1 trên x này của âm của căn x bình chia x bình là 1 này cộng với 1 chia x bình này, rồi ngoài là trừ đi 1 x tiến tới âm vô cùng bằng. Thì các bạn lưu ý ở đây là
một số chia cho x mà x để tiến về vô cùng thì cái này là bằng không rồi, từ là bằng không rồi. Một trên x bình mà x tiến về âm vô cùng cũng bằng không, vậy thì cái này là chỉ còn căn âm của căn một trừ đi một là còn âm hai, vậy không trên âm hai là bằng bằng không. Đấy là làm kỹ là như thế. Còn thì thực chất ở cái bước kia kia thì chúng ta đã cho nó bằng không được rồi. Đấy là cái bài ví dụ thứ nhất. Bây giờ chúng ta vào cái ví dụ số 2. Ví dụ số 2 là tính tìm này giới hạn lim của căn x bình cộng x cộng 1 trừ đi căn của x bình trừ x cộng 1 x tiến tới cộng trừ vô cùng đấy. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta lại thấy như thế này, thay thay x bằng cộng trừ vô cùng ở đây thì bên này là vô cùng, bên này là vô cùng, vậy thì nó vẫn là dạng vô cùng trừ vô cùng. Vậy thì bây giờ thầy sẽ nhân liên hợp thì sẽ bằng này lim của căn x bình cộng x cộng 1 trừ đi căn x bình cộng trừ x cộng 1. Rồi chúng ta sẽ nhân với liên hợp của nó là căn của x bình cộng x cộng 1 cộng với căn của x bình trừ x cộng 1. Đấy. Mẫu là 1 thì nhân với chính cái biểu thức này thôi. Căn của x bình cộng x cộng 1 cộng với căn của x bình trừ x cộng 1. X tiến tới cộng trừ vô cùng. Đấy. Bây giờ chúng ta biến đổi tiếp. Hằng đẳng thức này. Hiệu hai bình phương đúng chưa? Vậy thì ta sẽ nó bằng ở đây. Thầy ghi bằng. Lim x tiến tới cộng trừ vô cùng của thằng này bình trừ thằng này bình, vậy thì x bình trừ bình hết là x trừ đi x là còn 2x, 1 trừ 1 hết, vậy là 2x trên căn của x bình cộng x cộng 1 cộng với căn của x bình trừ x cộng 1. Đấy. Đến đây thì các bạn sẽ làm thế nào? Ta sẽ đặt x ra bằng lim này. X tiến đến cộng trừ vô cùng đây là 2x nhá. Trên này, cái này ta đặt x ra ngoài là x bình này thì còn 1 cộng với 1 trên x này cộng với 1 trên x bình này, đấy cái căn này. Đấy. Cộng với cái này ta đặt x bình ra ngoài thì còn 1 này trừ đi 1 trên x này cộng với 1 trên x bình này. Đấy. Bằng lim của 2x này trên chúng ta cho x bình ra ngoài là còn trị thừa số của x. Ở đây cũng vậy, vậy thì đặt thừa số chung ra thì là ta sẽ còn là trị thừa số x bình trị thừa số của x này thì trong này sẽ còn căn của 1 cộng 1 trên x cộng 1 trên x bình cộng với căn của 1 trừ 1 trên x cộng 1 trên x bình x tiến tới cộng trừ vô cùng. Bây giờ chúng ta sẽ khử cái dấu giá trị tuyệt đối này bằng cách là xét hai trường hợp dương vô cùng và âm vô cùng đúng không? Trường hợp 1 nếu x tiến tới dương vô cùng thì ta sẽ có lim x tiến tới dương vô cùng của 2x trên chúng ta lưu ý x tiến dương vô cùng là x là số dương, vậy thì trị đối của x chính là x. Đấy, căn của 1 cộng 1 trên x cộng 1 trên x bình cộng với căn của 1 trừ 1 trên x cộng với 1 trên x bình. Đến đây thì chúng ta sẽ rút gọn hai cái x này đi. Vậy chỉ còn hai trên cái này thôi. Thì chúng ta lưu ý x tiến dương vô cùng thì một trên vô cùng bằng không, một trên cái này vô cùng bằng không này, tương tự như vậy đây là không, chỉ còn một này, đây là một nữa, vậy thì là một cộng một là hai, trên tử là hai, vậy là kết quả nó là bằng bằng một. Đấy là cái trường hợp thứ nhất.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là nếu như x mà tiến tới âm vô cùng thì sao? Thì chúng ta sẽ ta có lim x tiến tới âm vô cùng của 2x trên trị tuyệt đối của x ở đây mà x tiến tới âm vô cùng thì phải là bằng âm x. Đó. Cái này là căn của 1 cộng với 1 trên x này cộng với 1 trên x bình này cộng căn của 1 trừ 1 trên x cộng 1 trên x bình này. Đến đây chúng ta sẽ rút gọn hai cái x này đi. Vậy thì đây sẽ là 2. Đó. Mà đây là cái này tiến về 0 này, cái này tiến về 0 này, còn 1 với 1 này là 2. 1 với 1 này là 2. 2 nhân đằng trước dấu trừ là âm 2. Vậy thì 2 trên âm 2 thì kết quả phải là bằng âm 1. Đấy. Đấy là cái dạng vô cùng trừ vô cùng. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái dạng ví dụ như là dạng không nhân vô cùng nhá. Thêm cái ví dụ nữa về cái dạng này để các bạn hình dung ra. Các bạn đợi thành một chút lấy tờ giấy. Rồi, bây giờ chúng ta sang một cái ví dụ số 3. Tìm lim. Chúng ta xem ví dụ nhá. X tiến đến 0 về bên phải của 1 trên căn x nhân với 1 trên căn x cộng 1 cộng với 1 trên căn x trừ 1. Thì chúng ta thấy như sau. Khi x tiến dần tới 0 thì 1 trên căn x tiến dần vô cùng, vậy một số trên một số tiến về 0 là bằng vô cùng này, cái này là vô cùng này. Thế còn cái này là bằng x tiến dần về 0 thì cái này là 1 này, cái này là âm 1 thì 1 trừ đi cộng với âm 1 tức là hết đấy. Vậy thì nó là dạng vô cùng nhân không, hay là gọi là không nhân vô cùng cũng thế. Không nhân vô cùng. Đấy. Đây là thầy giải thích cái dạng này nhá. Thì chúng ta biến đổi bình thường thôi. Lim để cho nó mất cái dạng đấy đi. Không không cộng này trên căn 1 trên căn x này. Bây giờ chúng ta sẽ quy đồng. Quy đồng thằng này thì sẽ là bằng nhân với thằng này nhân lên đây là căn x trừ 1 cộng với thằng này nhân lên đây là căn x cộng 1 trên mẫu chung là căn x cộng 1, căn x trừ 1 thì là bằng x trừ 1 này, hiệu hai bình phương mà, đúng không? Và cái này sẽ bằng lim 1 trên căn x nhân với đây là x tiến lên đến 0 ở bên phải nhá, không cộng. Nhân với 1 với âm 1 là hết rồi, còn này là hai căn x trên x trừ 1. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ rút gọn đi, biến đổi rút gọn rồi. Bằng lim của x tiến dần tới 0 về bên phải. Căn x với căn x hết, vậy là còn có 2 nhân 1 là 2 là trên x trừ 1. Đến đây thì chúng ta thấy là nếu x tiến dần tới 0 thì là mẫu tiến về là âm 1, đúng không? 0 trừ đi 1 là âm 1. Còn đây là 2, 2 trên âm 1 chính là bằng âm 2. Đấy. Đây là cái ví dụ số 3. Chúng ta thêm một ví dụ số 4 này. Tính lim x tiến dần tới pi trên 2 của x trừ pi trên 2 nhân với tang của x. Chúng ta thấy nếu như x tiến lên pi trên 2 thay đây, pi trên 2 trừ pi trên 2 là bằng 0, bằng 0. Mà pi trên 2 thay đây là tang của pi trên 2 là bằng vô cùng, vậy thì nó là dạng không nhân vô cùng. Bây giờ để biến đổi thì chúng ta sử dụng cái phương pháp là đặt đàn phụ. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt x trừ pi trên 2 là bằng t. Vậy thì vậy khi x tiến đến pi trên 2, đây x tiến đến pi trên 2 thì thay đây là pi trên 2 trừ pi trên 2 thì t phải bằng 0, đúng không? Vậy thì suy ra t phải tiến dần tới 0. Và khi đó ta có cái giới hạn lim thằng này vừa đạt bằng t thì đây là t nhân với tang của x, x thì bằng t cộng pi trên 2, t cộng pi trên 2, đúng chưa? Đấy, tại vì ở đây ta rút ra x trừ pi trên 2 bằng t thì t sẽ bằng x sẽ là bằng t cộng pi trên 2 thay đây. Vậy thì đây là t tiến dần tới 0 nhé, ta vừa tìm tiến dần tới 0 này.
T tiến dần tới 0. Vậy thì bây giờ trở thành giới hạn ẩn T rồi. Lim của T nhân với tan của T cộng với pi trên 2 T tiến dần tới 0. Chúng ta thêm vài bước biến đổi nữa, cái này sẽ bằng lim của T tiến dần tới 0 này. Ở cái này là T vẫn giữ nguyên này. Và chúng ta lưu ý tan của T cộng pi trên 2 chính là bằng trừ cô tang T. Vậy thì thầy viết nhân với trừ cô tang T. Trừ cô tang T. Và thầy sẽ đưa ra dấu trừ ra ngoài và cái này nó bằng lim của T tiến dần tới 0 này của cô tang thì là bằng cos trên sin. Vậy thì cái này bằng trừ cos T trên sin T nhân với T. Đấy. Thì chúng ta thấy nếu T tiến dần tới 0 thì cos T sẽ là bằng 1, thì cái dấu trừ này sẽ là bằng âm 1. Còn đây là T trên sin T thì cũng lại là bằng 1. Đấy. Cho nên là ta dễ dàng ta tìm được đây là lim của trừ cos T nhân với T trên sin T. T tiến dần tới 0. Thì thằng này là bằng trừ 1, còn thằng này là cái này là bằng 1, cho nên là kết quả nó là bằng âm 1. Đấy, các bạn lưu ý như thế. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có công thức này này. Cái T tiến dần đến 0 thì cos T tiến dần tới 1 và trừ cos T nó âm 1 thì không nói rồi. Còn cái này nhá, cái này thì sử dụng cái công thức này này. Các bạn chú ý này, phải đóng khung cái công thức. Đấy, lim của sin alpha trên alpha khi alpha tiến dần tới 0 hoặc là bằng lim của alpha trên sin alpha alpha tiến dần tới 0 đều là bằng 1 nhá. Đấy, chúng ta áp dụng cái này thì ta sẽ có lim của T trên sin T, T tiến dần tới 0 là bằng 1, còn cái này là bằng âm 1, cho nên nhân 1 với âm 1 là bằng âm 1, kết quả âm 1. Đấy, chúng ta lưu ý thế. Thì ở đây thầy lấy một cái ví dụ về dạng không nhân vô cùng như vậy thôi để chúng ta biến đổi, chúng ta lưu ý như thế nhá. Chúc các em học tốt, chào tạm biệt các em.